Tỷ lệ tinh binh dị dạng trên 90% nay đã có tin vui. Đây là một tin vui Quân mới nhận được của một fan hâm mộ trên kênh Thuốc Vùng Cao, cũng là bệnh nhân. Sau khi xem những clip trên kênh Thuốc Vùng Cao và có người con gái, người con rể đang bị vô sinh hiếm muộn, thì người con rể này có tỷ lệ tinh binh dị dạng trên 90%, đã can thiệp của Tây y, đi thăm khám và đã sử dụng các liệu trình của Tây y. Nhưng sau khi đi kiểm tra lại thì cái tỷ lệ tinh binh vẫn không được cải thiện. Nhờ vào bài thuốc nam của Hoàng Quân, sau khi sử dụng 3 tháng thì người con gái đã có tin vui. Và sáng ngày hôm nay Quân có điện hỏi thăm bệnh nhân thì biết được cái thông tin này. Quân cũng muốn chia sẻ cho các bác cái niềm vui này của gia đình. Rất mong các bác hãy tin tưởng và có một cái thiện cảm dành cho những cái thuốc nam. Tôi cũng chả nhớ nhưng nó rơi vào bốn đợt. Bốn đợt. Một đợt một là một tháng. Vâng. Là thì đến tầm độ khoảng tháng mấy vậy? Không biết là tháng 3 hay tháng 4 năm 2023 thì là có bầu. Tức là tháng 2023. Tháng 3. À. Tháng 3. Thế là sau khi dùng thuốc được mấy tháng mà nhỉ? Bác có nhớ không? Được độ khoảng tầm 3 tháng. 3 tháng. 4 lấy 4 nhưng mà dùng 3 tại vì chồng cháu uống. Đúng rồi. Chồng cũng phải uống. Vâng. Đúng rồi. Thì cháu bây giờ cháu sinh cháu được hơn một tháng tuổi rồi. Vâng, thế là mới sinh được hơn một tháng rồi ạ? Rồi, cháu sinh vào 30 cháu gái thì bình thường nhưng mà chồng cháu thì là cái tỷ lệ tinh trùng là ít ấy. Tức là đến 98-99% là không có, mà có thì nó tỷ lệ nó dị tật cao ấy. Đó thì tôi gửi cái số liệu cho chú rồi. Vâng. Đấy thì là đợt đi thì là chú cắt thuốc cho cháu mà dùng cả cao đấy. Đúng rồi ạ. Vâng. Rồi cái năm ngoái. Năm 2023 đấy. Vâng ạ. Cái đợt đó là dùng cả cao bổ thận và thuốc sắc của chồng với của vợ. Bởi vì là cái bệnh hiếm muộn này ấy, thì thường nếu mà vợ hoặc là chồng bị ấy, thì phải bổ sung cho cả hai để cả hai cùng khỏe. Ví dụ như chồng yếu thì mình phải bổ sung cho vợ. Cả vợ nữa. Thì để vì cái tỷ lệ tinh trùng của chồng là thấp. Nhưng mà khi mà cái nội tiết tố của nữ mà tốt ấy thì tỷ lệ của chồng thấp nhưng nó vẫn có thể là thụ thai được. Và ngược lại thì người vợ mà yếu đấy, nhưng mà tỷ lệ tinh trùng của người chồng mà tốt thì vẫn có thể thụ thai được. Tóm lại là mình phải bổ sung cho cả hai đấy. Thế là cháu tư vấn cho gia đình mình là lấy cho cả hai mà. Chồng là tỷ lệ rất là thấp đúng không? Đúng rồi, 99% mà đến còn 1% thì cái tỷ lệ nó hoàn chỉnh, nó không cao. Nhưng chẳng là ông thì mất đuôi, ông thì mất đầu. Vâng. Cho cháu hỏi thêm là mình có dùng thuốc ở nơi nào nữa không? Đấy. Em nó thì là nó cũng có đi kiểm tra nam khoa. Vâng. Thế nhưng mà tức là cũng như có đợt chia sẻ với chú đấy, tức là nó dùng cháu dùng một thời gian thì nó kiểm tra lại thì nó cũng có tỷ lệ nó không cải thiện gì. Không cải thiện gì đúng không? Mới liên hệ thì bắt đầu mới liên hệ với chú. Vâng ạ. Trong quá trình dùng thuốc của cháu thì mình có dùng thêm loại gì không? Đấy là cháu hỏi không, thật. Không, mình thôi thì là tạm dừng cái thuốc kia. À vâng ạ. Vâng. Rất là may chú ạ, chú Vân ạ, tại vì là cháu thì là làm IBS thì tức là làm thụ tinh ống nghiệm là được 2 lượt. Vâng. Là một lượt đầu thì sau 2 tháng thì phải. Vâng ạ. Cũng không giữ được, xong lượt sau cũng thế. Thì là bắt đầu là cũng chúng tôi thì cũng bắt đầu là cũng kiểu như là cũng không muốn làm ngay ý, thế là mới phục hồi cho cháu ấy để làm đợt tiếp ý. Thì chồng cháu thì bắt đầu cũng đang uống cái thuốc của chú đấy. Vâng ạ. Đấy, thế thì là bất ngờ thì là cháu thấy hiện tượng lạ thì cháu đi thử thì cháu thấy hiện tượng là có bầu. Vâng, tuyệt vời. Là bất ngờ chứ không có chủ định, không biết trước được cái gì. Vâng ạ. Và vâng. Thì bây giờ thì nói chung mẹ tròn con vuông thì gia đình tôi cũng rất là vui.
Vâng, chúc mừng gia đình. Cảm ơn chú nhé. Vâng, có cái gì thì thôi con chú giúp đỡ kiếm hộ tôi cái bài thuốc ấy. Tôi thì là cái gì thì cũng trước tiên là chưa không có ở nhà thì nó cũng khó kiếm chứ ạ. Vâng ạ. Tại vì bây giờ đã, ở đây thì toàn bê tông hóa rồi, ruộng đồng thì nó là ruộng đồng bằng cho nên là những cây nó khó kiếm lắm. Vâng ạ. Cho nên là có thì chú thì hết bao nhiêu thì chúng tôi gửi. Vâng ạ. Vâng, Thì còn cái gút thì là tôi uống thì có gì tôi lại tiếp tục tôi lại theo, tại vì cái này tôi biết là nó phải sống chung với lũ rồi mà. Vâng ạ. Vâng. Cho nên có nếu mà hết thì tôi lại nhắm chú nhá. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Cảm ơn chú rất nhiều nhá. Vâng ạ, cảm ơn gia đình ạ. Vâng, xin chào chú bác ạ. Vâng, chào bác nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, các bác vừa được theo dõi cuộc điện thoại của Hoàng Quân, có được cái tình yêu và có được cái niềm tin vào những cây thuốc nam. Gia đình của bác có người con gái xây dựng với nhau nhiều năm nhưng chưa có tin vui. Và sau khi đi khám thì đã phát hiện ra người chồng là bị tình trạng là tinh binh, dị dạng, khuyết tật là trên 90%. Đấy, cái tỷ lệ khuyết tật và dị dạng rất là cao. Sử dụng liệu trình của bệnh viện của Tây Y, Y học hiện đại, nhưng sau khi đi kiểm tra lại thì cái tỷ lệ tinh binh đó không được cải thiện. Và đến với Hoàng Quân cũng là một cái cơ duyên, và gia đình cũng đặt rất nhiều hy vọng vào những cây thuốc nam của Hoàng Quân. Sau khi sử dụng 3 liệu trình cho cả chồng và của vợ thì gia đình đã có được tin vui. Đây là một trong nhiều những trường hợp thăm khám sử dụng Tây Y không có hiệu quả, nhưng nhờ vào những cây thảo dược, những bài thuốc nam lại mang lại được cái hiệu quả rất tuyệt vời. Đấy. Thực sự ngày hôm nay con rất là vui, và Quân cũng muốn lan tỏa đến tất cả mọi người là những cây thuốc nam đấy, rất dân dã như này, gần gũi như này, nhưng đôi khi nó lại giúp ích được cho cuộc sống của chúng ta, làm được những điều kỳ diệu mà y học hiện đại chưa chắc đã làm được. Tuy nhiên Quân vẫn thường khuyên mọi người là chúng ta có bệnh, chúng ta có vấn đề về sức khỏe, chúng ta cần phải đến các bệnh viện thăm khám và tôn trọng Tây Y, tuyệt đối theo lời khuyên và theo phác đồ điều trị của các bác sĩ. Đấy. Những bệnh nhân mà bị vô sinh hiếm muộn thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Quân qua số điện thoại 0835 787 959. Quân cũng sẽ có những cây thảo dược, những bài thuốc nam hỗ trợ cho các bác trong trường hợp vô sinh hiếm muộn cả nam và nữ. Quá nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành ủng hộ Hoàng Quân trên cây thuốc vùng cao. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác nhé.